Và bây giờ xin mời bà con cô bác mình nghe tiếp theo tập thứ hai của Trí thức theo cộng. Nhân vật thứ ba là Trí thức Dương Quỳnh Hoa. Bà Dương Quỳnh Hoa sinh trưởng trong tầng lớp thượng lưu của xã hội Việt Nam. Bà theo học y khoa tại Sài Gòn rồi sang Pháp năm 1948. Học tiếp và đỗ bác sĩ năm 1953. Ăn phải bả cộng sản, bà liên lạc với cộng sản Pháp, gia nhập cộng đảng vào cuối thập niên 1950 và hoạt động cho cộng trong thời gian ở Pháp từ 1948 đến 1954. Sau 1954, bà về Sài Gòn nằm vùng và do thám cho cộng. Năm 1960, được bọn bắt cộng giật dây, bọn theo cộng miền Nam thành lập mặt trận giải phóng. Bà Hoa là một sáng lập viên của cái mặt trận này. Năm 1968, sau vụ đại bại của cộng quân, mụ cùng chồng trốn ra bưng với Việt Cộng và được cho làm bộ trưởng y tế. Trong thời gian ở trong bưng, đứa con trai nhỏ của mụ đã chết vì bệnh sưng màng não. Chồng bà là Huỳnh Văn Nghị được cộng dụ dỗ cho nhập đảng. Nhưng ông Nghị nhận rõ bộ mặt thật của bọn giải phóng, nên tìm cách khước từ vinh dự đó. Năm 1975, sau khi chiếm được miền Nam, bọn bắt cộng ra tay xóa sổ cái mặt trận giải phóng. Những anh chị trót bán linh hồn cho quỷ trong mặt trận như các anh Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trương Như Tản và bọn lủng lẳng đứng giữa như Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tính, Lý Quý Chung, Lý Chánh Trung đều vỡ mặt tẹn tò như một lũ con nít bị lừa không được ăn kẹo. Chính bà Hoa sau này đã thú nhận việc đi theo cộng là một ảo tưởng chính trị trong đời bà. Ngày 17 tháng 10 năm 1996, khi được tờ báo Far Eastern Review phỏng vấn, biến cố nào được kể là nổi bật nhất trong 50 năm qua? Bà Dương Quỳnh Hoa trả lời, đó là sự sụp đổ bức tường Bá Linh và chấm dứt một ảo tưởng lớn. Khi được Tansley Kanau phỏng vấn về sự thất bại của Cộng sản Việt Nam, bà nói, tôi đã là người cộng sản cả đời tôi, nhưng bây giờ khi chứng kiến những sự thật về chủ nghĩa cộng sản và sự thất bại của nó, quản trị kém, tham nhũng, đặc quyền, áp chế, lý tưởng của tôi đã hết. Cuối thập niên 1970, bà nói với Nguyễn Hữu Thọ, tôi và anh chỉ là những kẻ bù nhìn, là những món đồ trang sức rẻ tiền. Chúng ta không thể nào phục vụ một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ. Khi được phỏng vấn về bọn lãnh đạo Việt Cộng, bà lạnh lùng trả lời, đó là những kẻ ngu si đần độn bởi vì họ là cộng sản. Trong những câu bà Hoa nói trên, chúng ta nên chú ý đến câu, nhưng bây giờ khi chứng kiến những sự thật về chủ nghĩa cộng sản, đó chính là một lời thú nhận là, dù học hành nhiều như bà, được sống trong một nước tự do như nước Pháp, có thừa phương tiện tìm hiểu, nghiên cứu, bà đã không biết gì về chủ nghĩa cộng sản. Ngày 25 tháng 2, 2006, người nữ cán bộ cộng sản đã góp công không nhỏ cho cộng sản, đặt cái ếch khốn cùng trên đầu đồng bào của bà, lặng lẽ bị các oan hồn chết vì giặc cộng. Lặng lẽ bị các quan hồng chết vì giặc cộng đưa về trước Diêm Vương để nghe phán xét tội lỗi. Cái bạo quyền bà đã hy sinh hết tuổi thanh xuân và tài năng để dựng nên nó. Không có được một lời nói về bà. Mang ảo tưởng, tự hiến mình làm bù nhìn, đồ trang sức rẻ tiền. Không biết sự thật về cộng sản mà vẫn theo chúng, thì kết quả đương nhiên chỉ có như thế. Các vị trí thức tiền bối như Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hiến Lê, Dương Quỳnh Hoa, do hoàn cảnh lịch sử hoặc do sai lầm nhất thời, đã có lúc theo cộng hay thân cộng. Nhưng khi nhận rõ bộ mặt phản dân hại nước của cộng sản, họ
họ đã có phản ứng quyết liệt. Trí thức Nguyễn Mạnh Tường đã dõng dạc tuyên bố: "Tôi không hề tham gia mặt trận Việt Minh. Bao giờ tôi cũng là một người yêu nước, luôn luôn ưu tư đến việc giành lại độc lập cho đất nước. Tuy nhiên, tôi tự xác định cho mình một vị trí là làm một người trí thức. Mà người trí thức muốn độc lập thì không nên tham chính. Người trí thức phải đứng về phía nhân dân, chứ không đứng về phía chính quyền." Ông cũng đã can đảm nhận chịu 30 năm đọa đày thê thảm chứ không đầu hàng cộng. Khi thoát khỏi sự kiềm chế của Cộng sản, ông đã viết hai cuốn sách bày tỏ lập trường của trí thức và mô tả sự xấu xa tàn độc của Cộng sản. Ông viết xong vào năm 1993, lúc 85 tuổi, chứng tỏ ông trí thức vẫn nặng lòng vì đất nước. Bà Dương Quỳnh Hoa cũng dứt khoát vứt bỏ mọi ưu tiên mà chế độ dành cho bà để quay về vị trí của người trí thức. Những trí thức nói trên, nhất là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường, vẫn còn lưu lại trong lòng chúng ta sự ngậm ngùi thương tiếc, còn như cái loại trí thức của nợ dưới đây là những loại trí thức hải ngoại ngày nay như Nguyễn Hữu Liêm, Trần Trung Ngọc, thì chỉ để lại lòng khinh ghét vì sự ngu xuẩn và sự ham danh lợi của họ. Trí thức Ngô Bá Thành. Bà này tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, con của ông bác sĩ thú y Phạm Văn Huyến, sinh năm 1931 tại Hà Tĩnh, mới 18 tuổi đã lấy chồng là ông Ngô Bá Thành. Hai vợ chồng sau đó qua Pháp du học, bà học luật, ông học thú y. Năm 1957, bà đỗ tiến sĩ luật. Năm 1963, mụ về nước và bắt đầu những ngày quậy phá đất nước. Năm 1970, mụ tự phong là chủ tịch Ủy ban Phụ nữ đòi quyền sống. Cái tên nghe khá buồn cười. Báo chí thời đó diễu là Phụ nữ đòi quyền sướng. Trong bối cảnh đất nước tan hoang vì đảo chánh, tranh giành quyền lực, Sư Cộng sản Trí Quang đã tổ chức lễ ra mắt cái quỹ ban này tại chùa Ấn Quang, cho thấy rõ mặt cưa, múc đắng dập dìu với nhau. Vào thời gian đó, nếu có ai nói rằng Mụ Thành và Sư Hổ Mang Trí Quang là Cộng sản, ắt sẽ có nhiều ông bà trí thức theo cộng tru tréo kêu oan giùm họ, và sĩ vả kẻ tố cáo đó là chống cộng cực đoan, chụp mũ bừa bãi. Trong suốt thời kỳ của nền đệ nhị Cộng hòa, Mụ Bá Thành đã quậy phá biểu tình liên tục. Quỳnh Tấn Mẩm, một tên cộng sản nằm vùng, viết về công lao của mụ đối với bọn cộng nằm vùng như sau: "Một lần tổng hội sinh viên của chúng tôi bị bao vây chặt đảng lúc họp bàn, triển khai phong trào đốt xe Mỹ ở 207 Hồng Bàng, cảnh sát vây kín chung quanh, quay dây kẽm gai vòng trong vòng ngoài. Giữa lúc chúng tôi đang nát óc suy nghĩ cách thoát khỏi, thì ai đó reo lên, chị Thành đến. Qua hàng rào kẽm gai, chúng tôi thấy chị dẫn theo hàng ngàn người, từ học sinh, sinh viên, các ba má phong trào đến tăng ni Phật tử. Chị lớn tiếng tranh luận với cảnh sát về pháp luật, hiến pháp, nhưng chúng vẫn không hạ súng. Thế là chị ra hiệu cho mọi người ào lên giật súng dùi cui, kéo dây kẽm gai. Cảnh sát chạy mất, chúng tôi được giải thoát." Bỏ đi những chuyện hoa lá cành mô tả láo khoét của tên Việt Cộng Huỳnh Tấn Mẩm, chúng ta còn thấy được bài sự thật. Một trí thức có bằng tiến sĩ luật đi trâu đánh đại quyền sống mà hành động như một con nặc nô đi đánh ghen, và sự quá mềm mỏng dễ dãi của những người cảnh sát có nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự. Chúng ta thua giặc vì chúng ta cư xử như một con người, trong lúc bọn cộng khát máu lồng lộn điên cuồng cắn xé như loài thú. Nay những ông trí thức co giò chạy trước, khi nếm mùi nanh vuốt của Cộng sản, vẫn như đi trên mây, các ông chửi người tị nạn, kẻ mất cha, người mất chồng, mất con trong trại tù, trên đường vượt biển là bọn chống cộng cực đoan, hạ cấp. Các ông nghĩ sao về con mụ trí thức có bằng tiến sĩ luật đã cư xử điên cuồng đến mức khó tưởng tượng như sau? Có lần bị bắt giam ở khám Chí Hòa, bị gọi lên lấy khẩu cung, vừa bước vào phòng,
Bà đã làm cả giám thị lẫn cảnh sát mất hồn khi rút chiếc guốc dưới chân ra đập nát tấm hình Nguyễn Văn Thiệu đang treo trên tường. Tôi cho rằng đây chỉ là chuyện phét lác của mấy anh theo cộng, bị chuyện đánh bóng một cách ngu xuẩn hành động nặc nô của một bà tiến sĩ luật. Lòng dạ sục sôi vì danh lợi, đầu óc không còn suy nghĩ, chuyện giản dị dễ thấy là bức hình tổng thống trong các công sở thường được treo trên cao ngoài tầm tay, nhất là tầm với của một phụ nữ. Vả lại, một phạm nhân bị dẫn giải đi hỏi cung đột nhiên rút guốc rút giày lên cầm tay, tất phải khiến cho người cảnh sát áp giải ra tay đề phòng. Thay vì bị hết hồn như sáng tác của các văn nô chuyên nghề mạ kền đánh bóng, nhưng nếu chuyện xảy ra đúng như các đồng chí mô tả thì các ngài trí thức hải ngoại đang tập tễnh lập công với đảng, chuyên chửi người tị nạn là cực đoan hạ cấp, thấy hành động của bà tiến sĩ luật là đúng luật, là công hạ cấp hay sao, là công cực đoan hay sao. Còn như cái đám tập hợp theo bà Thành, được gọi là phụ nữ đòi quyền sống, là đại cái chi vậy? Trí óc lươn lẹo nên lời lẽ ấp úng. Phụ nữ Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa không có quyền sống hay sao? Hay là họ bị chèn ép, bị đàn áp, kỳ thị, bị đem ra làm đồ buôn bán như ngày nay? Không có đâu. Nhưng chẳng lẽ mụ Thành lại nói toạc móng heo ra cái tên thật của cái đám người theo mụ là phụ nữ đòi quyền theo cộng? Đúng, mụ và cả cái đám của mụ đi theo muốn đòi quyền theo bác. Nay chuyện này đã trần truồng dưới ánh sáng chói lọi của sự thật. Không còn thầy trí thức theo cộng nào kêu là chụp mũ cho bà Thành nữa nhé. Khi cộng chiếm đoạt được miền Nam, con hồ ly cái này đã hiện nguyên hình là con chồng hôi cộng sản. Tuy nhiên, miếng xương mà cộng thảy cho mụ để trả công bao năm phá thối Việt Nam Cộng Hòa cũng không lớn. Được cộng cho vào ngồi trong cái đám chỉ biết gật và vỗ tay có tên là Quốc hội. Trong 3-4 khóa, mụ đã đòi quyền sống cho người phụ nữ như thế nào? Phụ nữ ta từ ngày có mụ Thành làm đại diện đã đãi được cái quyền đứng khắp nẻo đường vẫy gọi nam giới bán món hàng trời cho, không phải chỉ ở Sài Gòn mà còn khắp các đô thị trong nước như ở Bến Ninh Kiều, Cần Thơ chẳng hạn. Chiều chiều dạo Bến Ninh Kiều, dưới chân tượng Bác đĩ nhiều hơn dân. Mụ cũng đãi cho phụ nữ ta được quyền thoát y cho bọn ngoại nhân tàn tật và nô của đại hàng Tàu, Mã Lai, sờ nắng, ngắm nhìn trước khi thảy ra mấy ngàn đô, mua như mua súc vật đem về làm nô lệ tình dục. Thảm cảnh và máu lệ ngút trời của phụ nữ như thế, nhưng chớ bao giờ thấy con mụ đại quyền sống này há miệng. Trâu đánh đại hỏi cái chi, dù chỉ đại theo pháp luật của cộng đảng. Đáng lý, mụ Thành nên rút guốc đập vào mặt hình lão già râu đang ngồi trên đầu mụ. Nhưng mụ không còn bộ não để suy xét, và mụ còn bận rộn chở mồm gân cổ lên, làm các chuyện rồi bu khác. Một văn nô luật sư cộng tên là Đỗ Minh Ánh đã tán tụng người phụ nữ viết nên huyền thoại của hắn ta như sau. Là một luật sư đã từng được đào tạo ở Mỹ, bà khẳng định đạo luật nhân quyền ở Việt Nam của Mỹ cũng không có giá trị pháp lý. Bà cũng đã tỏ rõ quan điểm phản đối gay gắt một tiểu bang ở Mỹ đã cho phép treo cờ ba sọc. Xin bỏ qua cách viết văn sáng sủa của ông luật sư khi ông viết đạo luật nhân quyền ở Việt Nam của Mỹ. Tôi xin có ý kiến về cái mà một luật sư được đào tạo ở Mỹ kêu là giá trị pháp lý của đạo luật nhân quyền Mỹ. Theo sự ngu dốt về luật pháp của tôi, thì bất cứ đạo luật nào đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, được Tổng thống Mỹ ký ban hành, nó đều có giá trị pháp lý đối với dân Mỹ. Mỹ nó thấy Việt Cộng không có nhân quyền, nó làm luật liệt xứ Việt Cộng vào danh sách các nước không có nhân quyền. Theo tiêu chuẩn nhân quyền của nó, việc đích gì đến những anh khác, trong các nước khác, nếu muốn diễn tuồng tận trung với đảng, mụ Thành và cái đám chuyên viên gật trong cái quốc hội ở Ba Đình, nên hè nhau viết một đạo luật nhân quyền Việt Nam ở Mỹ, rồi đem ra biểu quyết với nhau cho Mỹ nói sợ.
cam đoan chẳng có ma nào nói đến cái giá trị pháp lý của mụ đâu. Những cái khẳng định phản đối gay gắt của mụ thần chỉ khẳng định một điều, mụ đã đội lốt nhiều thứ để đại quyền, để trâu đấm, nhưng trong xương tủy, mụ là một kẻ móc công danh, mù quáng theo cộng sản, ngay từ ngày mụ vờ vịt giả hình đòi quyền xuống. Ngày 3 tháng 2, 2004, chị Thành đã bị quỷ vương thình lình tới nhà bắt mụ đi đành tội ác. Bài viết của tôi về các ông bà trí thức theo cộng cứ đà này có thể kéo dài thành một cuốn sách dày, không thể đăng báo nội san được. Thôi đành ngưng lại, dù có vì thế mà không thể nhắc tới bao nhiêu tên tay to mặt lớn khác, cũng cuồng nhiệt theo cộng. Và cũng đã phải cười đau khóc hận khi cộng chiếm trọn quyền thống trị. Như trí thức Châu Tâm Luân, tiến sĩ kinh tế Đại học Illinois, khi về nước đã ngang nhiên ca tụng cộng, trong khi giảng dạy và đã ôm đầu máu chạy trốn đi một xứ có ít người tị nạn, để khỏi bị chỉ mặt đặt tên. Như trí thức Bạc Đầu, Đen Ốc, Phó Bá Long, lòng chua xót dạ bồi hồi xung xoe ngâm thơ Con Cóc bên Võ Văn Kiệt, và cuối sinh Kiệt ân xá cho người Việt tị nạn, rồi cũng lặng lẽ chuồn đi một nơi không có cộng sản để chết già. Như trí thức Trương Như Tản, vốn tin rằng cộng sản cũng có pháp luật, nên đã ăn cái bả Bộ trưởng Tư pháp Việt Cộng. Ông Đoàn Thanh Liêm viết rằng, trước khi ra Bắc vào năm 1976, để nghe Cộng sản Hà Nội nói về việc lập chính phủ thống nhất, Trương Như Tản còn hồ hởi trấn an nhóm luật gia chúng tôi. Các anh chị em luật gia hiện cộng tác với chúng tôi trong Bộ Tư pháp này đều là vốn quý của đất nước. Do vậy mà nhà nước cách mạng sẽ tìm cách sử dụng đúng mức cái nguồn vốn này. Tôi xin cam đoan chắc với quý vị anh chị em bây giờ ta có hòa bình rồi, thì trong chính phủ mới sẽ có Bộ Tư pháp để phụ trách quản lý toàn bộ khối công tác thuộc lĩnh vực pháp lý. Chết đến đít vẫn còn ảo tưởng, Bộ Tư pháp chẳng thấy đâu mà ông Bộ trưởng lại trở thành thuyền nhân liều mình xuống ghe vượt thoát khỏi Việt Nam. Và còn vô số những trí thức nằm vùng khác như Chân Tính, Trần Ngọc Liễn, Lý Quý Trung, Lý Chánh Trung, Thích Nhất Hạnh, Vũ Hạnh, một đời dối trá, tôn vinh cái ác, vu cáo điều thiện, đã được Cộng sản quăng cho cái xương thừa để gặm chưa. Mong rằng sau này ai đó sẽ tập hợp các tên phản quốc này trong một cuốn sách để lưu xuống vạn niên cho hậu thế. Ngày nay tại hải ngoại cũng vì hai chữ lợi danh và để làm vui lòng chủ mới cộng sản, nhiều ông trí thức đã chôn sâu cái căn cước tị nạn cộng sản, tự gọi mình chỉ là người sinh sống ở nước ngoài, ôm ấp ảo tưởng, khoe khoang bằng cấp, chức vụ cũ, văn vái cộng sản chiếu cố ban ơn hoặc khen thưởng. Khi ông giáo sư tiến sĩ Triết khua chiêng đánh trống để cộng sản chú ý tới ông, hy vọng nó ban cho ông một chút lợi lộc gì, ấy là ông đã quên bén một cái triết lý rẻ tiền này. Bất cứ bọn cướp nào sau một bộ cướp bóc thành công, chỉ chia phần cho đồng bọn. Trong nội bộ với nhau, chúng còn tranh giành quyết liệt, đại được phần béo bở. Những anh không góp công trong vụ ăn cướp hoặc tệ hơn, đã là kỳ đà cản mũi chúng. Nay thấy chúng cố ăn lại bắt mặt dày đến sinh thì chỉ có thể được bãi nước bọt vào mặt. Triết lý ba xu ấy mà không biết thì còn triết được cái gì. Nếu bà Dương Quỳnh Hoa và bao nhiêu trí thức một đời theo cộng đã chấm dứt cái Grand Illusion, thì các ông trí thức thân cộng ở hải ngoại lại đáng ve vuốt cái Great Delusion là sẽ được trên trong xuống ban ra một ân huệ cho các ông tham gia bữa tiệc đổi mới, làm bằng máu xương dân Việt. Xin các ông hãy đối mặt với sự thật, tự hỏi mình vài câu đơn giản. Vì sao các ông bà phải trốn chạy đi sinh sống ở nước ngoài? Tại sao cộng sản tốt như thế mà các ông không dám về nước để hòa hợp với chúng? Các ông bà trí thức theo cộng ở hải ngoại cũng thường dè biểu người tị nạn là chống cộng ấu trị, thù dai, là cuồng tín, là cực đoan,
là ưa chụp nón cối lên đầu các ông. Vâng, chúng tôi quả có chống cộng một cách ấu trĩ theo nhận định của quý vị, bởi vì cứ ngửi thấy hơi cộng sản là chúng tôi thấy ngay mùi máu tanh nồng của chết chóc, của tang thương, cho nên chúng tôi phải bằng mọi cách trừ khử cái mùi tử khí đó, bất kể là phương tiện ấy ấu trĩ hay không. Còn nói chúng tôi cực đoan và cuồng tín thì tội cho chúng tôi biết bao. Chúng tôi tưởng những kẻ mà quý vị đang dùng bao phương kế lương lẹo để xin ban ân còn cực đoan và cuồng tín hơn người tị nạn chúng tôi cả ngàn lần. Cao Hồ là một ác quỷ phạm đủ các tội ác kinh khiếp, nhưng đã được bọn cộng tôn lên hàng thần thánh. Muốn thử sự cuồng tín của việc cộng, các ông hãy nói ra dù chỉ một chút sự thật về già Hồ, xem bọn cộng phản ứng ra sao. Xin hỏi, ai đã bao năm mê muội cuồng tín với cái tôn giáo mới nhập từ Nga Tàu, đến mức quyết tâm diệt trừ mọi tôn giáo khác để độc quyền thờ cúng Mác Lê? Ai đã cực đoan đến nỗi đào mộ cuốc mã, bắn tủng mắt những tấm hình trên mộ bia nghĩa trang quân đội? Ai đã áp lực đục phá những tấm bia tị nạn trên các đảo vùng Đông Nam Á? Ai đã chủ trương thà giết lầm còn hơn bỏ sót? Ai đã dùng lý lịch ba đời để gạt bỏ các con em miền Nam trong việc học hành sinh sống? Ai đã bỏ tù, giết chóc, không gớm tay ngay các đồng chí của mình chỉ vì một ý kiến bất đồng? Những cái đó chắc không phải là cực đoan và cuồng tín. Kệ sao cho xiết, còn như cho là chúng tôi ưa chụp nón cối, thì chính chúng tôi có quyền phàn nàn về cái trí nhớ quá đoạn kỳ của quý ông bà. Xin hãy ngoảnh nhìn lại quá khứ thật gần. Những tên như Huỳnh Tấn Mẩm, Mụ, Ngô Bá Thành, Thích Trí Quang, Vũ Hạnh, Lý Chánh Trung, Lý Quý Trung, Trịnh Công Sơn và bao nhiêu tên theo cộng, núp dưới đủ thứ chiêu bài tốt đẹp cũng quỷ quyệt né tránh cái tội ác cộng sản nằm vùng, kêu oan là bị chụp mũ, thân cộng hay theo cộng. Các tên đó trước đây la to bao nhiêu để phản đối bị chụp mũ, thì khi cộng chiếm miền Nam, họ cũng gào lớn như thế để báo công với cộng. Trong quá khứ, chúng tôi đã điểm đúng mặt lũ ông tay áo, lũ khỉ dòm nhà. Thì ngày nay, bọn ăn cháo đá bát, bọn tị nạn giả hình cũng sẽ khó náo hình trong bóng tối để âm mưu chuyện ôm đít cộng. Tổng thống George W. Bush khi chủ tọa lễ khánh thành tượng đài nạn nhân cộng sản thế giới ngày 12 tháng 6, 2007 đã phát biểu: "Đây là biểu tượng thảm họa kinh hoàng trong thế kỷ 20 của nhân loại nói chung và 25 quốc gia bị cộng sản cai trị nói riêng. Từ nay, oan hồn của hơn 100 triệu nạn nhân cộng sản được những thế hệ hôm qua, hôm nay và mai sau tưởng nhớ. Tưởng nhớ để tận diệt chế độ này đến tận gốc rễ, vì chế độ cộng sản là tàn bạo và phi nhân." 100 triệu con người đã bỏ mạng vì cộng sản. Dân Việt ta đã đóng góp vào núi xương sông máu này bao nhiêu triệu mạng. Xin các ngài trí thức thân cộng đừng kêu gọi chúng tôi đóng góp thêm nữa. Chúng tôi lúc nào cũng muốn đội các ngài lên đầu, xưng tụng các ngài là sư, là sĩ, để nghe lời chỉ giáo. Nhưng xin tha mạng, đừng mang ảo tưởng dụ chúng tôi quên tội ác của cộng. Ai tai viết mấy cho vừa. BX Canh. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả. Cảm ơn bà con, cô bác đã lắng nghe.